Xin chào tất cả bà con. Hôm nay nhà vườn Vũ Tiến sẽ chia sẻ một số bí quyết để trồng cây chanh vàng Mỹ sao cho cây chanh vàng Mỹ nhà bà con quả to, chất lượng và sai quả nhé. Trước tiên thì bà con hãy cùng nhà vườn Vũ Tiến đi tìm hiểu sơ qua về giống chanh vàng Mỹ có nguồn gốc từ đâu và đặc biệt những cái công dụng của chanh vàng Mỹ nó sẽ như thế nào. Và sau đó thì nhà vườn sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách trồng cái cây chanh vàng Mỹ này sao cho nó hiệu quả và năng suất nhất. Chanh vàng Mỹ thì được xuất xứ từ Mỹ, đặc biệt giống chanh vàng Mỹ này là một loại cây ăn trái rất là được ưu thích bởi nó vừa là một loại cây ăn trái và vừa có thể dùng để làm cảnh, đặc biệt là một loại cây dược liệu rất là tốt trong cuộc sống hàng ngày. Và cái quan trọng là giống chanh vàng Mỹ này nó ra trái quanh năm và đặc biệt là rất là sai. Từ khi ra quả cho đến khi chín, lúc nào trên cây cũng có quả xanh, quả chín và quả nhỏ và hoa. Thế nên là bà con lúc nào cũng có thể được ăn chanh vàng Mỹ bất cứ lúc nào. Đặc biệt thì nhà vườn sẽ chia sẻ thêm một chút về công dụng của chanh vàng Mỹ. Rồi sau đó nhà vườn sẽ đi hướng dẫn cho bà con một số cái mẹo để bà con có một cây chanh vàng Mỹ to như thế này nhé. Thì công dụng của chanh vàng Mỹ như là làm đẹp cho... Hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới để xem tiếp video.